Tuần qua, thời tiết thất thường khiến nhiều vườn mai không kịp kiểm soát. Hàng loạt cây mai đã bung nụ sớm dù còn những 3 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán. Theo các nhà vườn, thông thường mọi năm mai chỉ nở sau 15 tháng Chạp, tức là thời điểm đã đặt lá hết trên cây. Thế nhưng năm nay, nắng mưa đan xen bất thường đã làm cây mai bị sốc nhiệt, nở sớm hơn dự tính khi vườn thậm chí còn chưa lặt lá. Nhiều nhà vườn tỏ ra vô cùng nóng ruột, lo cho vụ Tết thất thu. Thì là do năm nay là năm nhuận, nó thêm một tháng 13 tháng và gần cận kề những ngày cuối năm này thì nó có một hai vài cây mưa, nó làm cho kích thích cái nụ hoa mình nó mau nở, nó lẹ hơn. Tại vì trong nước mưa đó, nó có nhiều chất khoáng nó nhiều hơn thì nó làm cho cây mình nó kích thích nó nở sớm hơn. Vườn mai của ông Nguyễn Phú Lâm, chủ vườn mai Lâm Lộc tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 1.000 gốc mai Tết đủ loại lớn nhỏ. Những ngày qua, thời tiết bất thường đã khiến cây trong vườn của ông bung nụ nở hoa. Tuy số lượng mai nở không quá nhiều, nhưng cũng ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình. Hiện tại trong vườn thì số lượng cây nở thì nằm tầm khoảng cũng 20-30% số lượng cây trên vườn nó cũng đã nở lét chét, có cây nó cũng nở hết 30-40% trên một cây luôn. Để chủ động phòng ngừa thời tiết thất thường, hạn chế mai bung nụ sớm cũng như đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cây mai, nhiều chủ vườn đã phải chăm sóc kỹ càng, đầu tư thêm mái che lưới cho vườn mai để tránh nguy cơ nở sớm do sốc nhiệt. Mình khắc phục bằng cách thì mình che bớt cái lưới lan là thôi, với lại là mình tưới nước cho nó đầy đủ vô, mình đừng để nó khô quá. Nếu mà khô quá thì nói chung thì nó ảnh hưởng theo cái nước mưa thì nó sẽ dễ nở hơn. Thì mình sợ là nhiều khi giờ cuối là gần cuối mà khi mình lật lá rồi, nhiều khi là mưa, ví dụ như lạnh đồ nó hắt hường, nhiều khi cây mai thì nó nở nó cũng không có đẹp mấy. Nên thành ra mình lo nhất cái điều đó thôi. Bên cạnh thời tiết bất lợi, chi phí chăm sóc, nguyên vật liệu tăng cao cũng khiến những người trồng mai lo lắng về sức mua của thị trường năm nay. Tình hình thì năm nay khách chưa có vô vườn đặt cây nhiều. Thì thấy có vẻ thì nói chung thì năm nay nó cũng ảm đạm hơn là so ra năm vừa rồi hay năm trước. Tất cả các mặt hàng dụng cụ để mình sản xuất đều lên theo phần trăm. Kinh tế khó nhưng mà vật tư tất cả hầu như các món đều lên. Cái đó là sự khó khăn của nhà vườn rất là khó. Mà giá thành kinh tế nó mình phải hạ giá xuống. Với tình hình thời tiết bất lợi, nhiều hộ dân hiện vẫn đang đau đầu tìm mọi cách để đảm bảo mai giữ được số nụ nhiều nhất và nở đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Nếu mai tiếp tục tình trạng nở sớm, nhiều nhà vườn có nguy cơ mất trắng chi phí chăm sóc cả năm.